5 4 3 2 1 hết giờ. À, anh làm gì đấy? Mẹ con tôi đang ăn, sao anh lại giằng lại như thế? Ăn uống cái gì nữa? Hết giờ rồi. Một nhá, là đóng thêm tiền. Hai là đi về. Mau lên. À, sao anh lại vô lý thế? Ở đây là buffet xiên 50.000 một người, ăn thoải mái. Mẹ con tôi vừa mới vào ăn được một lúc, chưa ăn được bao nhiêu, anh lại đuổi mẹ con tôi đi. Đúng là buffet, nhưng mà ăn có thời gian thôi, trong 30 phút thôi chứ. Chứ ai cũng ngồi dầm ngồi dề như mẹ con nhà cô ấy, thì làm gì có chỗ cho khách mới của tôi vào nữa. À, ăn được 50.000 của nhà chị to quá cơ. Này anh ơi, anh vô lý vừa thôi, 50.000 cũng là tiền đấy ạ. Mà lấy đâu ra cái quy định như thế, ở trên bảng đâu có ghi đâu. Tôi là chủ, tôi là quy định. Này, cái luật ấy là luật hiểu ngầm, ai đến đây cũng phải biết nhá. Hai mẹ con nhà chị đi giải khoác này, để tôi còn bán hàng. Đi về đấy. Anh không thể vô lý như thế được. Anh nhìn bàn khách bên kia xem, người ta vào trước cả tôi, ngồi bao nhiêu lâu rồi, mẹ con tôi vào sau mà lại bị đuổi đi trước là như nào? À, khách bàn này á, là người ta gọi thêm đồ ở ngoài đấy. Chị có tiền không? Chị gọi thêm đồ ở ngoài đi, tôi cho ngồi đến trưa nhá. Này, anh như thế là ức hiếp người quá đáng đấy nhá. Mọi người anh xem mà xem, có người ức hiếp mẹ con tôi này, mọi người đòi quyền lợi giúp mẹ con tôi với. Ở đây có người ức hiếp mẹ quá con cô này. Ôi giời ơi, mọi người ơi. Cô có im mồm đi bảo, nhẹ nhàng không nghe, nhẹ nhàng không nghe. À. Ôi, từ đã, anh định làm cái gì đấy? Định uy hiếp phụ nữ cả trẻ em à? May quá, có người khách quan ở đây rồi. Em nói giúp chị với, chị với cả cháu đến đây để ăn buffet xiên. Ăn chưa được đáng bao nhiêu, anh lại đuổi mẹ con chị đi. Rồi bảo là giới hạn thời gian ăn 30 phút. Chị thắc mắc thì anh ta định động chân động tay với cả mẹ con chị. Làm ăn thì luôn lẹo, em báo công an đi cho dẹp tiệm luôn em ạ. Anh Cường động tay động chân là anh ấy sai. Nhưng chị có chắc là chị muốn báo công an không? Vì khi công an đến ấy, người bị bắt chưa chắc đã là anh Cường đâu, mà là chị đấy. Em nói cái gì kỳ đấy? Chị làm gì mà bị lên phường? Người bị hại đến bây giờ còn bị bắt nữa. Mà này, em đừng có nói với chị, em với anh ta cùng một ruột với nhau để bắt chị đấy nhá. Ôi dồi, mẹ con tôi khổ quá. Ở đây có người ước hết mẹ con tôi này. Ôi dồi, thôi Nhi ơi, mọi người bắt nạt mẹ con mình lắm. Mẹ con mình đi về nhá con nhá. Chị đứng lại đã. Trước khi đi, chị phải trả lại những gì chị đã lấy đi. Em nói cái gì đấy? Đã lấy gì đâu? Làm gì có lấy cái gì? Chị chắc chưa? Tại sao con gái chị mùa hè nóng như vậy lại đi mua đôi bút cao? Chắc hẳn là có dấu gì trong đó. Dấu cái gì? Thời trang nó như thế. Thế em không nghe câu mà thời trang sang thời tiết đấy à? Tôi Nhi đi về đi con. Nhưng mà mẹ ơi, con đau chân quá không đi được. Này, bây giờ không phải là lúc đâu nhá. Ngoan nghe lời mẹ đi về khi chứ. Nhưng mà con đau lắm, không đi được nữa. Chị có biết vì sao chân con bé lại đau không? Vì chỗ viên mà chị giấu ấy, chúng tôi đã trộn cả sỏi, đá và cả dao lam vào nữa. Ôi dồi. Nếu mà chị cố tình đi, có thể gặp nguy hiểm đấy. Ủa ai lại làm như thế, nguy hiểm thế không biết nữa. Con ơi, chân con có làm sao không hả con? Mà này, tại sao con lại hư như thế? Lại lấy đồ nhét vào giày như vậy, lần sau không được như thế nghe chưa? Anh ơi, cháu trẻ con các anh đừng chấp nhá. Trẻ con á? Cô nói như thế mà không biết gượng bồm à? Con bé nó bé tí như thế, làm sao biết được mấy mánh khóe này? Chúng tôi đã theo dõi và phát hiện ra mánh khóe của chị rồi. Chỉ là anh Cường không muốn bé Nhi xấu hổ nên mới đuổi khéo mẹ con chị đi thôi. Nhanh lên con, cái món này ngon lắm đấy. Ăn đi nhanh, người ta ra bây giờ. Miếng to quá con miệng nghẹn. Thì nước đây, trà vải đấy, uống đi. Chả mấy cái đồ uống trà vải đâu con ạ, ăn đi. Chị ơi, cho em lấy đơn hàng với ạ. Đây đây đây, của em đây. Của em là một mì một trà là hết 90.000 em nhá. Dạ vâng, đem gửi. Mà chị ơi. Hả? Chị có giao nhầm đơn cho em không thế? Em đặt một mì full topping mà sao chẳng có tí topping nào cả. Trà vải chẳng có miếng vải nào cả chị ạ. Cái này em hỏi chị thì chị làm sao mà biết được. Chủ quán đưa cho chị như nào, chị giao cho em y hệt như thế. Em mà có khiếu nại gì thì cứ nói với chủ quán nhá. Bây giờ là chị phải chở cháu đi học. Này chị ơi. Chị ơi. Lạ thật đấy. Một suất mì bình thường đầy ũ, ăn không hết mà bây giờ lại không được. Mình đặt ủng hộ nhà anh Cường mà làm ăn tắc trách thế này ấy, thì không ổn rồi. Mình phải đi hỏi chú Gia nhẹ mới được. Anh Cường, lúc nãy em có order suất mì full topping của bên anh xem làm kiểu gì, chả thấy có topping nào gì vậy.
Em cứ bình tĩnh. Em đặt lâu chưa? Em vừa mới đặt thôi. Nhận được em hoảng quá, em chạy qua hỏi anh luôn. Anh làm như có ngày mất hết khách đấy anh ạ. Để anh xem đơn của em nào. Ôi trời ơi, sao lại ít như này được nhở? Anh nhớ là từ sáng đến giờ anh chỉ làm đúng một đơn là full topping thôi. Chính tay anh làm, không thể nào ít thế này được. Một trà vải, một mì full topping đúng không? Đây, để anh cho em xem cam. Đấy, em nhìn đi. Ơ, đúng này. Chính chị shipper này giao hàng cho em. Mà lúc này đầy đủ, sao ship hàng cho em lại vơi thế nhở? À thôi, em hiểu rồi. Lúc nãy chị đi ship cùng con gái, trên miệng em ấy có sợi mì anh ạ. Thế chẳng nhẽ lại cho con gái ăn đồ của khách à? Anh phải báo cáo lên trên mới được. Làm ăn thế này mất hết uy tín của anh. May còn là em nhá, chứ không khách khác thì chết. Khoan đã, để em gọi cho người ta xem sao. Chắc là người ta không cố ý đâu. Alo, chị có phải là chị shipper vừa giao cho em một đơn mì full topping với cả một trà vải đúng không ạ? Đúng rồi em, sao đấy? Em vừa đến quán check ấy, thì thấy quán làm đồ ăn rất đầy đủ. Nhưng khi giao cho em thì lại bị vơi đi. Chị xem bé nhà mình có ăn vụng không? Chứ làm thế này ấy, mất hết uy tín của quán với cả ảnh hưởng đến khách lắm ạ. Hay cái thằng giỏ này, quán làm ăn tắc trách lại đổ cho con tao à? Đừng có vớ vẩn nhá, tao không biết gì đâu. Ô hay, ăn nói như thế đấy à? Phải báo cáo cho sáng mắt ra. Mà anh cũng phải ghi mặt con này, lần sau nhá, không cho đi ship quán của anh nữa. Chắc là người ta không may thôi. Anh đừng báo cáo, triệt đường sống của người ta đi anh ạ. Thôi được rồi, anh nghe em cứ ngồi đây đợi anh nhá, anh làm cho gói khác. Nữa rồi. Bây giờ kiếm cơm làm sao nữa đây? Mẹ ơi, con đói. Rồi sao lại đói hả con? Từ sáng đến giờ ăn bao nhiêu thứ mà vẫn đói à? Nhưng mà mỗi bố mẹ chỉ cho con ăn 2 miếng thôi mà. Đấy, ăn có 2-3 miếng thôi mà khách nó khiếu nại bây giờ quá luôn cả app rồi thế này. Mẹ con đang chẳng biết làm cách nào để mà kiếm cơm đây. Ôi, quán này làm ăn cái kiểu gì mà lại đông khách thế nhở? Lại còn cả buffet xiên 50.000 ăn tết ca. Thế chắc là lời lại lắm đây. Thế mẹ bảo, mẹ con mình mà vào lấy một ít về chắc không sao đâu ha. Đây là chị shipper hôm trước đấy mà. Sao bây giờ lại chuyển qua bán xiên rồi nhở? À, chắc là làm ăn liêm chính rồi, không chạy ship để ăn đồ ăn của khách nữa. Để mình qua ủng hộ xem sao. Loại dầu ăn đấy đen xì, chắc chắn không vệ sinh gì cả. Chị ta buôn bán thật thất đức, lần này thì không thể nhân nhượng được nữa, phải quay lại mới được. Ôi dồi ôi, khéo, cẩn thận người ta nhìn hết bây giờ. Ôi, này, sao lại ít này? Thế này là nhiều lắm rồi. Vì cái dây này nó cũ, nó chặt lắm rồi. Thôi được rồi, bây giờ con ở đây trông hàng cho mẹ. Đến lượt mẹ, nhớ chưa? Trông hàng cho mẹ nhá. Đến mức này rồi ấy, thì không thể nào nhân nhượng được nữa. Cô làm shipper thì cô ăn đồ của khách, bị khóa tài khoản rồi vẫn không chừa. Bây giờ lại còn lấy trộm đồ của quán khác, đem về quán mình bán. Này, con bé đi theo cô nhá, sớm muộn gì rồi cũng hư. Đúng là không thể chấp nhận được. Chú ơi, chú đừng mắng mẹ cháu. Các chú đừng gọi công an để mắng mẹ cháu. Cháu xin lỗi các chú, lỗi tại cháu ạ. Từ nay cháu sẽ không làm ăn, cháu không muốn đi học nữa. Cháu muốn ở bên mẹ cơ. Ui giời ơi, hai mẹ con nhà biến ra khỏi nhà tao đi nhá. Không có tiền cứ ở dầm ở dề nhà tao mãi à? Chị ơi, chị thử cho mẹ con em một tháng được không ạ? Em cũng bị đóng học cho cháu nên là em mới bị kẹt thôi, chị giúp mẹ con em với. Thế mình mày kẹt thì tao không kẹt đấy. Không có tiền thì cho con học ít thôi. Cho nó học làm gì? Ở nhà đi, con gái, con đứa. Mà tao cũng nói thật nhá, tao không muốn cho hai mẹ con đơn thân nhà mày thuê nhà tao đâu. Mang tiếng lắm. Thế thì biến đi đi. Chị ơi, chị
Alo, bố Nhi à? Tôi đang cần một khoản tiền để đóng học cho con. Anh có thể... Thế là con không được đi học nữa hả mẹ? Không phải đâu con. Mẹ sẽ cố gắng để cho con đi học. Con tin mẹ nhá. Không phải lỗi tại con đâu. Tại mẹ kém cỏi thôi. Mẹ xin lỗi con nhá. Em đừng nói thế. Lỗi không phải là do em. Em rất hiểu cho hoàn cảnh của chị. Nhưng không phải là hoàn cảnh khó khăn thì có thể làm chuyện xấu. Hơn nữa lại còn mang con bé đi làm cùng nữa. Chị... Tại chị cũng hết cách rồi. Chị xin lỗi em. Tôi xin lỗi anh chủ ạ. Tôi thật xấu hổ. Nhưng mà tôi hứa là lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa. Tôi mong hai người bỏ qua cho mẹ con tôi được không ạ? Tôi xin phép ạ. Nhi, mình đi về thôi con. Đứng lại. Đi đâu? Rồi bây giờ hai mẹ con không có việc làm thì kiếm tiền kiểu gì? Lại đi lang thang đầu đường xó chợ rồi bắt con bé nghỉ học à? Cái này tôi... Từ mai đến quán tôi làm, có chỗ ở, làm xong rồi ấy, ở lại trong quán luôn. Cô mà làm chuyện xấu một lần nữa nhá, đừng có trách tôi. Anh nói thật à? Anh cho tôi đến quán anh làm, còn cho cả mẹ con tôi chỗ ăn ở ạ. À? Lại còn phải hỏi lại, không cần thì thôi. Không, mẹ con tôi cần ạ. À? Mẹ con tôi đợi ăn anh nhiều ạ. À? Nhi, con cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú ạ. Hỏi cảm ơn, dọn xong rồi thì mai về đến mà làm. Dạ. Này. Anh làm người tốt mà cứ thể hiện ghê gớm với bạn trợn đấy. Làm em cứ tưởng mình phải tạo nét một tí trông cho nó ngầu. Sao? Thì anh ngầu không? Trời, nó cứ phải gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dáng. Vâng, nếu mà ngầu như thế thì cho em ăn free một tháng nhá. Em cảm ơn. Khôn như mày ấy, quê tao nhốt đầy.